Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình tìm hiểu về cách sử dụng của nhiệt kế đo tráng Microlite ha, dòng đời mới nhất. Cái này đo nhanh 1 giây và có thêm tính năng rất là mới cả nhà ha. Đây, đây là mẫu NC200 của Microlite ha, hàng chính hãng là giá 1.150.000 cả nhà ha. Thì nó đều có những cái tính năng giống như những dòng model đời trước. Đó là mình có thể đo tráng nè, rồi đo sữa nè, hoặc là đo nước tắm cho em bé. Và nó sẽ có đèn báo xanh hoặc đỏ. Đèn báo xanh là bình thường và đèn báo đỏ là báo sốt cả nhà ha. Bên cạnh đó nó sẽ có còn có tiếng bíp nữa. Rồi, và điều đặc biệt của nó khác cái model cũ là gì? Nó có một cái cảm biến rất là hay, tức là khi mà chúng ta tự động đưa từ ngoài vào tráng, nó cách tráng 1 đến 3 cm nó sẽ đo ra kết quả luôn cả nhà ha. Rồi những model đời đầu thì có thể chúng ta để từ xa, chúng ta bấm thì nó hơi xa tráng, có thể sẽ ra sai số ha. Rồi bây giờ mình khui máy nghe. Bên trong máy thì chúng ta sẽ có cái máy này bảo hành 2 năm chính hãng cả nhà ha. Có một cái vỏ hộp rất là đẹp. Cả nhà thấy không? Vỏ hộp này để bảo quản nè. Nhìn rất là chắc chắn và đẹp luôn. Bên trong mình sẽ có hướng dẫn tiếng Việt và thứ bảo hành. Rồi, ở phía trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có 3 nút nhấn nè. Đó. Đo và tắt một nút ha. Và chế độ chức năng là mình bấm vào đây để mình chuyển là đo tráng hoặc là đo vật thể hay nhiệt độ môi trường. Mình phải để đúng vị trí nha, phải để đúng chế độ đo người thì nó mới ra kết quả chính xác. Hoặc là khi mình đo sữa, nước, nhiệt độ môi trường thì mình sẽ chuyển vào chế độ là đo nhà nha. Và đây là bộ nhớ. Rồi bây giờ cả nhà mình sẽ cùng kiểm tra nha. Mình mở nắp pin ra, mình sẽ xài 2 viên pin 3A. Đó. Rồi mình đậy nắp vào. Cả nhà thấy không? Thì cái loại này nó rất là đặc biệt là nó sẽ có một cái đầu dò. Ví dụ mình khi mà đo tráng ha, đo người á, mình bấm đo cái là mình dí từ ngoài vào, đó. Nó gần tới tráng thì nó sẽ kêu bíp. Nó ra kết quả. Rồi, mình là mình không có sợ sai số ha. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái màn hình ra nè. Ở đây thì nó sẽ có độ C và độ F. Thì Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng từ đầu đến cuối nè. Rồi để cài đặt ngày giờ thì cả nhà mình chú ý nha. Đầu tiên mình sẽ mở máy lên. Sau đó mình sẽ bấm giữ máy chữ mod trong vòng 8 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cả nhà thấy đồng hồ xuất hiện ha. Sau đó mình sẽ bấm tăng là chữ M nha. Đó, còn nếu mà mình lỡ mà mình tăng lố thì mình sẽ đè giữ. Nó đến 2050 nó sẽ xây dòng lại nè, 2021 rồi ha. Rồi 2022. Sau đó mình sẽ bấm vào mod là để chuyển qua tháng trước ha. Tháng 2 nè. Và bấm mod là chuyển sang ngày ha. Và bấm mod chuyển sang giờ. Và bấm mod để chuyển sang phút. Rồi bấm mod cái nữa là nó thoát ra. Rồi cả nhà chú ý ha. Tức là mình sẽ để mở máy và mình đè giữ mod 8 giây để mình vào chức năng cài đặt ngày giờ cả nhà ha. Rồi còn nếu mà như trường hợp mà chúng ta muốn chuyển từ độ C sang độ F thì máy cũng đang ở tình trạng bật và chúng ta giữ mod 3 giây. Lúc nãy á, Hoàng Sơn nói là nếu cài đặt ngày giờ thì bấm giữ mod 8 giây, còn mình cài đặt này là mình bấm giữ 3 giây. 1, 2, 3. Cả nhà thấy không? Bấm mod nè, chuyển xuống độ C nè. Bấm mod là mình có thể chuyển lên cái chuông, mình có thể tắt chuông hoặc là mở chuông. Và sau khi để khoảng 3 giây nó thoát ra thì nó sẽ nhớ cái chức năng này cả nhà ha. Rồi cả nhà thấy không? Và sẽ nhắc lại nha. Nếu mà chúng ta mở máy và chúng ta đè giữ khoảng 8 giây là chúng ta sẽ vào chức năng cài đặt ngày giờ. Còn nếu mà chúng ta đè giữ 3 giây là chúng ta sẽ vào chức năng tắt tiếng bíp hoặc mở tiếng bíp, hoặc là chuyển từ độ F sang độ C đó, bằng hai cái nút này thôi. Rồi bây giờ trước khi đo thì mình sẽ bấm nút mod 1 giây thôi đó, mình coi là đo nhà nè ha. Còn nếu mà mình bấm cái nữa đó, là sẽ đo người. Cả nhà chú ý ha, đo người thì nó sẽ tự động, tức là khi mình bấm nút đo cái đó, mình sẽ dí từ ngoài vào tráng nè ha. Đó, mình không cần làm gì hết là máy nó sẽ tự đo ra kết quả màu xanh là tốt cả nhà ha. Rồi còn nếu mà mình bấm mod cái 1 giây
đó, nó chuyển sang cái chế độ đo nhà, tức là mình có thể đo sửa một vật thể, mình cứ dí thẳng vô cái vật thể cần đo mà mình bấm đo. Đó, cả nhà thấy 30 độ C là cái bàn mặt bàn ha. Nhiệt kế của Myrolite dòng đời mới nhất ha. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Bên cạnh đó thì Hoàng Sơn có để cái số điện thoại bên dưới, nếu có gì thắc mắc cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn nghe. Rồi, hoặc là mình vào kênh Sức Khỏe Sống Dây để có thể tìm được những câu trả lời. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.